chào toàn thể anh chị và quý bác tài đã đến với kênh YouTube của em nha. Thì hôm nay showroom em vừa về một mẫu xe rất là hot trong một 7 tấn, đó là Hyundai 110 SB F150. Thì xe này là của anh khách đến từ Hàn Quốc Nam. Thì em cũng cảm ơn anh Danh đã cho em mượn chiếc xe để giới thiệu đến quý anh chị và khán giả nha. Thì mẫu xe này có trọng lượng bản thân là 3,5 tấn, tải trọng cho phép chở là 6,9 tấn và tổng tải là 10,6 tấn. Xe của anh thì anh đóng cái thùng mui bạc bẩn nhôm để anh chuyên chở thanh long luôn nha anh chị. Đây thì lát nữa em sẽ nói rõ hơn cái phần thùng. Đây là cái phần đầu đèn của xe nha anh chị, nhìn là rất là đẹp. Xe mình có hai màu sơn là màu xanh và màu trắng nha anh chị. Đây là phần gương của xe. Và đây là bên trong cabin của xe nha anh chị. Xe mình được trang bị là 5 số tiến và một số lùi. Đây là vô lăng của xe, bị hai chấu thể thao đẹp mắt. Ghế thì mình vẫn là ghế nỉ thôi nha anh chị. Thì đây là phần động cơ của xe nha anh chị. Động cơ được trang bị là động cơ diesel 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng thẳng áp. Có dung tích xi lanh là 3.933 cc, tạo ra cho mình công suất đâu đó khoảng tầm 145 mã, rất là mạnh. Mình có kích thước lớp là 8.25 R16. Đây thì em sẽ giới thiệu rõ hơn đến anh chị mình cái thùng của xe nha. Đây là thùng mui bạc bẩn nhôm cao cấp của anh Danh đóng để chuyên chở thanh long luôn. Thì em sẽ nói về từ dưới lên trên trước nha. Đài dọc là U120 dày 5 ly, đài ngang là U80 dày 5 ly. Đầu lên mình là cái phần sàn là sàn inox 304 dập sóng phi 6 trên các rãnh sóng để mình đưa các cây thanh long vô nó dễ dàng hơn anh chị. Đây tiếp theo là mình có 5 bẩn nhôm cao cấp. Bản lề khóa tôm là được làm bằng inox đúc. Trụ trước, trụ giữa và trụ sau là sắt đúc dày 5 ly nha anh chị. Bao trụ là inox 3L dập đá me. Biên thùng là inox 3L. Khung tường heo là kẽm hộp dày nha anh chị. Tiếp theo là vách ngồi khung tường heo là inox 3L dập sóng. Bạc mình là bạc 5 mảnh nha. Cản hông, cản sau được làm theo kiểu Đà Lạt, inox 3L bóng. Hộp đồ nghề làm bằng inox 3L dập lá me luôn nha anh chị. Lòng vè cũng vậy luôn nha. Ở cửa sau á thì là vỉ sau là làm kiểu vỉ mở ngược lên cái tì trợ lực nha anh chị. Vách ngồi mình làm bằng inox 304 dập lá me luôn. Thì đây là cái thùng đóng theo yêu cầu của anh Danh nha. Thì bên em có hỗ trợ nhận đóng thùng theo yêu cầu của mình luôn nha anh chị. Thì anh chị có nhu cầu quan tâm cái dòng xe nào đó thì cứ liên hệ số điện thoại em, thì em hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ báo giá cho mình luôn nha. Thì số điện thoại em ở bên dưới nha anh chị. Bên em có nhận có hỗ trợ trả góp cho anh chị mình luôn nha. Thì anh chị mình chỉ cần đưa trước cho bên em tầm 180 đến 200 triệu là mình có thể nhận xe nha anh chị. Thì hồ sơ thủ tục qua ngân hàng thì cũng rất là nhanh chóng và dễ dàng luôn nha.